Đối với mỗi một người khi mà lên với đỉnh Phan Xipang thì đều có một cái cảm giác là ôi, Việt Nam mình rất là đẹp đúng không ạ? Rất là hùng vĩ. Quá hùng vĩ. Đấy, mỗi lần lên với đỉnh này thì ngoài cái cảm giác chúng ta cảm thấy choáng ngợp giữa cái thiên nhiên hùng vĩ như thế này, chúng ta còn cảm thấy rất là thiêng liêng khi mà chúng ta ở nóc nhà của Việt Nam, nóc nhà của Đông Dương. Và ngày xưa thì để đi được lên đây mất rất là nhiều ngày, ít nhất là 3 ngày 2 đêm vất vả, nhưng mà trên này nó chỉ có một cái đỉnh rất là trơ vơ trên này. Nhưng bây giờ mọi người dân Việt Nam đều có thể lên đây được. Đấy, vì là lên mất khoảng 30 phút là lên đến đỉnh. Thế nên là bây giờ đỉnh Phan Xipang là của tất cả mọi người. Thực ra Tùng có biết là ở đây có một cái lễ thượng cờ không? Em có biết. Cái lễ thượng cờ nó vào sáng thứ hai hàng tuần. Đấy, sáng cứ đến sáng thứ hai thì không phải là người dân Lào Cai hay là người dân Sapa biết không? Khách du lịch chắc là không biết rồi. Nhưng mà ai mà tình cờ lên đúng vào sáng thứ hai thì mới thấy là Phan Xipang có một cái lễ thượng cờ vào sáng thứ hai, kéo cờ lên và tiếng quân quang vang lên. Mình được mời dự một cái lễ thượng cờ như thế nên là cảm giác lúc đấy nghe nó xúc động, rất là xúc động luôn. Và từ đó thì mình nảy ra cái ý tưởng là viết một cái ca khúc là Tiến Quân Ca Trên Đỉnh Phan Xipang. Một ca khúc mô tả cái việc là hát quốc ca dưới lá cờ tổ quốc bay trên đỉnh Phan Xipang, một cái giai điệu nó vang vọng khắp núi rừng như thế. Nên là đấy là một cái mình cảm giác lúc bắt đầu viết, mình cảm giác có ý tưởng thôi, mình đã cảm giác một ca khúc này sẽ là một trong những ca khúc mà của cuộc đời mình. Dạ vâng. Ca khúc của anh Quỳnh thì là chưa ra mắt các quý vị khán giả, những người yêu nhạc. Thế nhưng mà Thanh Tùng rất là may mắn vì đã được nghe ca khúc này của anh rồi. Và có một điều mà tôi rất ấn tượng trong ca khúc này, đó là cái cách mà anh sử dụng kết hợp các cái giai điệu và kết hợp sử dụng ca từ. Nó cực kỳ đặc biệt và tạo cái ấn tượng rất là mạnh trong cái ca khúc. Anh có thể chia sẻ rõ hơn. Để viết một ca khúc mà mô tả về bài hát quốc ca trên đỉnh Phan Xipang mà mình lại không có những phần trích đoạn về đỉnh Phan Xipang thì nó sẽ có một cái gì đấy thiếu. Trong ca khúc này mình lồng một chút đoàn quân Việt Nam đi, xong là mình trích chấm 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 đấy, mình ghi là vì nhân dân chiến đấu không ngừng. Mình lại không để cái chữ là đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc nữa. Đấy là trích một phần vào đấy, nghe nó hòa vào cái giai điệu đó, hòa vào cái giai điệu của bài hát. Và một cái điểm mà mình rất là ấn tượng đấy là cái phần mình tự nhiên mình thấy rất là thích khi mình đưa được cái phần là nghiêm chào cờ chào đấy, cái phần đấy vào trong một ca khúc lại có phần nghiêm chào cờ chào, người ta cảm thấy, người nghe cảm thấy cũng khá là giật mình. Nhưng mà nếu nghe cả ca khúc thì thấy là hợp lý. Và chính cái cách sử dụng giai điệu và ca từ rất là đặc biệt đó thì cũng tạo cái ấn tượng rất là lớn cho người nghe. Nếu mà ai có dịp được nghe ca khúc này, anh mất bao nhiêu lâu để mà có thể cho ra đời ca khúc này? Đối với những anh em mà viết lâu năm thì có nhiều tác phẩm thì người ta sẽ quen rồi và cái việc kỹ thuật viết rất là nhanh thôi, khoảng tiếng 2 tiếng cả phần chép lời lẫn chép nhạc. Tuy nhiên là cái phần ý tưởng thì anh em trẻ thì ngược lại, em mới tập viết thì rất nhiều ý tưởng, còn anh em mà viết dài dài một tí rồi thì lại ý tưởng sẽ cạn dần đấy, nên là cái phần nghĩ, suy nghĩ về ý tưởng thì nó lại sẽ khó hơn. Và càng ngày ấy thì càng cảm thấy khắt khe về cái việc là tìm kiếm những cái mới đấy, và càng viết thì càng không thể nào mà dễ tính được. Thì đối với cái ca khúc này thì mình suy nghĩ từ cuối năm 2021 rồi. Mình lúc đấy mình chỉ không nghĩ đến cái ý tưởng của ca khúc này đâu, mà chỉ nghĩ là sẽ viết một ca khúc để giới thiệu cho mọi người, đặc biệt là khách du lịch biết về cái đỉnh này, vì chưa nhiều ca khúc mà để cho mọi người được biết đến. Thì mình cũng không biết là sau này có ca khúc có nổi tiếng được không. Tuy nhiên thì cũng lại vẫn viết lời ca tiếng hát để mô tả cái gì mà mình muốn nói, suy nghĩ và chắp bút và lên đây mấy lần liền thì mới viết được cái ca khúc là Tiến Quân Ca Trên Đỉnh Phan Xipang. Và đương nhiên rồi, đối với mỗi một cái ca khúc mà mình mất rất nhiều thời gian để mình có thể viết ra ca khúc đó, cũng như là sau khi viết mình cảm thấy tâm đắc, thì cái việc mà để mà truyền tải ca khúc đó đến người nghe thông qua các ca sĩ thì mình cũng sẽ chọn lựa rất kỹ đúng không ạ? Còn với anh thì sao? Mục tiêu đầu tiên của mình ấy là chọn ca sĩ là mình chọn muốn cộng các ca sĩ chuyên nghiệp hát trong là lực lượng vũ trang, đặc biệt là lực lượng quân đội, vì ở trong đó có phần là
nghiêm chào cơ chào. Thực ra dân anh em mình thì không chào hào hùng được như các chiến sĩ đâu. Thì về sau thì được thầy nhạc sĩ phối khí Phạm Việt Tuân, nhà sản xuất âm nhạc, tư vấn cho mình là nên chọn anh viết danh. Vì ở trên cái đỉnh cao này anh viết danh với giọng tenor bay, bay nghe rất là sật sướng. Và cuối cùng mình chọn và mình cảm thấy rất là hài lòng về sự lựa chọn đó. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời quý vị khán giả cùng lắng nghe ca khúc Tiến Quân Ca Trên Đỉnh Phan Xipang qua phần thể hiện của ca sĩ viết danh. Quốc ca trên đỉnh Phan Xipang, lời ca ấy ôi biết mấy tự hào, nghe âm vang nóc nhà tổ quốc, đoàn quân Việt Nam đi vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiếng hát vang xa trên đỉnh Phan Xipang, tiếng hát vang xa khắp đất trời Việt Nam. Nghiêm chào cờ chào, tiến quân ca vang khắp chín tầng mây, giữa bao la là cờ thắng tươi, trong tim ta là lời ca vang mãi mãi. Ôi thiêng liêng mỗi tấc đất quê hương, hát quốc ca trên đỉnh Phan quốc ca trên đỉnh Phan Xipang, lời ca ấy ôi biết mấy tự hào, nghe âm vang nóc nhà tổ quốc, đoàn quân Việt Nam đi vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiếng hát vang xa trên đỉnh Phan Xipang, tiếng hát vang xa khắp đất trời Việt Nam. Nghiêm chào cờ chào, tiếng quân ca vang khắp chín tầng mây,
van xin.